xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn à, hôm nay kênh youtube của anh video xin uh, giới thiệu đến quý vị uh, và các bạn một sản phẩm mới của đền ông uh, đó là chiếc uh, đầu phát cd uh, và cả ssd có cái tên là uh, dcd một ne với các bạn là đầu phát chúng ta sẽ thấy là ít có thông tin, ít có người giới thiệu trên các cái kênh và cũng có ít có cái người nói chuyên sâu về các cái đầu phát. Mà có lẽ chúng ta đã xem nhẹ cái vai trò của nó trong cái hệ thống audio hi-fi cũng như là các cái dàn hi-end cũng bình thường là vì theo tâm lý chúng ta sẽ thường là chúng ta đầu tư hoặc là chúng ta nói nhiều về cái loa và cái âm ly cái loa thì nó nó hiện diện trước mắt chúng ta nó lớn nó vừa làm vật trưng bày trong các cái phòng khách cái điểm nhấn à, và âm ly là cái tác động trực tiếp vào cái loa còn cái đầu phát á, là cái đầu tiên à, và chúng ta lâu nay á, thì chúng ta có thể là một số người biết á, còn một số phần đông thì có thể xem nhẹ nó về cái nào đã để vào cái CD để vào là có thể phát được là được rồi. Tuy nhiên theo các chuyên gia thì đầu phát được xem là một cái thành phần quan trọng, nếu không nói là quan trọng nhất trong cái hệ thống âm thanh của chúng ta, âm thanh 2 end của chúng ta. Sở dĩ tôi nói đến từ 2 end hoặc là cái từ hai pha chất lượng cao á là bởi vì hầu hết các cái dàn à, âm thanh mà có tính chất mà chúng ta nghe cho vui trong nhà trong cửa thì à, cái đầu phát có thể được xem nhẹ không có không sao tại vì chúng ta nghe cho vui mà còn những cái hệ thống có tính chất nghe và đánh giá hoặc là các cái đầu phát mà có như các cái file họ nghe thì cái đầu phát quyết định à, cái chất lượng âm thanh ra như thế nào lý do tại sao ạ à? chúng ta sẽ biết là cái đĩa cd nó đầu tiên chúng ta nói cái cái nguồn phát tức là cái đĩa nó phải chất lượng chất lượng thì nó phải được tái tạo lại trên một cái đầu phát chất lượng để chi để khi tất cả các cái phần sau khuếch đại ra loa thì nó phải là khuếch đại tín hiệu chuẩn tín hiệu hay cái âm thanh hay thì nó mới khuếch đại lên hay còn nếu cái âm thanh không hay thì dù âm ly có hay cỡ nào thì cũng là làm cái động tác là khuếch đại tín hiệu không hay lên cho nên có những cái ví von thế này chúng ta đang cập kiến mà chúng ta đã bị mờ, à, cặp kiến đã bị hơi nước đã bị mờ, thì cho dù chúng ta mắt chúng ta tốt, hoặc là chúng, phía trước chúng ta là một cảnh vật đẹp, thì khó làm chúng ta có thể thấy được rõ. À, cái nguyên lý nó như vậy thôi. Quay trở lại cái đầu phát này. Cái đầu phát này, đề nông được làm ra là để đáp ứng phần đông, người nghe nhạc chất lượng cao, nhưng mà tiếp cận với cái giá nó vừa phải. 42 triệu cho một cái đầu phát thế này á, đối với những người chơi nghe nhạc mà nghe vui thì nó khá đắt đắt đỏ với cái thị trường của việt nam chúng ta phần đông nhưng với những người nghe nhạc đã lên tới cái đỉnh là gọi là các cái audio hay là những người nghe nhạc kén chọn á, thì đầu phát này với cái giá này thì cũng chưa là gì à, xin thưa là như vậy Đề nông thì họ làm theo cái tiếp cận khách hàng của họ là những người nghe nhạc chất lượng cao phần vật với cái số lượng là số đông họ làm ra những cái những sản phẩm như vậy nó khác với Eco hay những một cái dòng sản phẩm khác làm những cái sản đầu phát lên cả hàng trăm triệu mặc dù như thế thì chúng ta đánh giá cái âm đầu phát này thế nào là nó được sản xuất tại Nhật ha làm ra là để đi chung với chiếc âm ly BMA 1007 đã ra rồi cách đây một năm hoặc chúng ta có thể đi vào các cái hệ thống âm thanh của chung của đề nông à. lần lượt chúng tôi xin giới thiệu thế này về thiết kế bên ngoài thì nó không khác gì với người tiền nhiệm của nó là DCD một trước đây. À. Tuy nhiên cái phần cân nặng nó sẽ cân nặng hơn là bởi vì nó uh, được làm lại các cái bộ sexy nó à, cái chassis nó là nó nặng hơn với cái lớp đáy nó nhiều lớp cũng như cái vỏ cái vỏ máy nó 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 làm nặng hơn rồi nó có tính chất chống rung. À. Tiếp đến. Đó, thì chúng ta hãy nói một cái đầu phát chúng ta nói đầu tiên là nói gì ạ à? cái bộ cơ cái bộ cơ người ta gọi là cái bộ hệ thống đó hệ thống nó kêu là hệ thống ray thì nó lót đĩa vào và nó ra vào y máy và đặc biệt là nó chống rung một cái bộ cơ không tốt cái đĩa nó độc á nó sẽ độc cái đĩa nó nó rung nó rung nhẹ bên trong nó sẽ ảnh hưởng đến tín hiệu người ta đọc được cái tín hiệu và những cái chỉ số bit bình trên cái đĩa đó thì nếu mà trong rung không tốt thì cái âm thanh nó không chuẩn xác nhật người nhật thì họ cho dù đối với đề năm cái đầu mà nào mà rẻ nhất cũng vậy thôi cái hệ thống cơ đĩa nó cực kỳ êm chúng ta sẽ được trải nghiệm khi chúng ta tận tay nhấn cái nút và cái cái hộp đĩa nó đi ra đi vào nó rất là êm hơn thế nữa đó thì cái hệ thống cơ của đề nông này nó chống rung theo cái kiểu là chống rung bên trong cái 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 cái, cái bộ cơ luôn chứ không phải là chống rung máy chống rung máy là dĩ nhiên rồi nhưng mà bên trong cơ đó thì nó làm những cái vật liệu để triệt tiêu các cái rung chấn nhẹ bên trong mà khi cái đĩa nó quay tốc độ rất là cao như vậy nhất là đĩa cd tốc độ rất là cao nó đọc thì nó tạo ra một cái sự rung lắc bên trong cái hộp đĩa thì nó làm những cái vật liệu để làm sao những cái rung động nhẹ đó, đó nó triệt tiêu chính gì bên trong cái bộ cơ luôn toàn bộ cái hệ thống đầu CD thì nó chia ra là làm năm thành phần chúng ta biết là nguồn riêng cái mạch DAC riêng cái mạch analog riêng mạch các cái mạch khuếch đại và cả cái mạch kỹ thuật số là mạch điều khiển đó là riêng với cái kết cấu riêng như thế này á thì nó sẽ đảm bảo cho cái phần chống nhiễu nhiễu can nhiễu qua lại giữa các mặt giữa analog và digital giữa mặt kỹ thuật số mặt điều khiển vào bên trong phần khuếch đại à. chúng ta biết là khi các cái phần linh kiện là nó khi nó hoạt động thì nó cũng phát ra một cái nhiễu nội tại ở bên trong phần nguồn là cực kỳ quan trọng cho một cái đầu phát nó được làm một cái biến áp nguồn của chính là nông đặt hàng ở một cái hãng khác và họ làm họ chia cái phần nguồn ra các cái phần à, à, thứ cấp á, là nó ra nhiều cái cái ngõ để nó cấp nguồn riêng cho từng phần, nó không xài chung trên một nguồn điện. À, ví dụ chúng ta sẽ thấy là nếu chúng ta mở máy chúng ta sẽ thấy là nguồn thì đi vào à, mặt à, analog riêng, mạch digital riêng, ở mạch DC cũng riêng, mạch DEC họ làm tiếp một cái phần mà lọc nhiễu một lần nữa để cho cái dòng điện nó vào á bên bên trong thì là điện sạch nhất, đường tín hiệu cực ngắn mà theo đời nông đó, họ 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 quan niệm đó là cái đường đi tín hiệu trong cái phần mạch bo mạch đó nó càng ngắn thì cái sự thất thoát tín hiệu nó càng ít và đặc biệt là phần nhiễu trên cái đường đi nó sẽ càng ít với cái công nghệ bây giờ chúng ta thấy là với cái lớp mạch bo mạch nó làm nhiều lớp đó, thì cái tuyến đường tín hiệu và cái nó, 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 không có còn như ngày xưa nữa nó đi vòng vòng như ngày xưa nữa bây giờ nó làm hai lớp lớp trên lớp, lớp dưới và đường đi sẽ ngắn lại nó ngắn lại là nó hạn chế cái phần đi vòng vèo như vậy là nó sẽ nhiễu càng nhiễu qua lại giữa các cái mạch điện chúng ta nói đến cái đầu phát thì chúng ta nói đến cái mạch DAC và đề ông họ có một cái mạch bảo bối Riêng của họ đó là mạch mặt, mặt processing, 32 processing, đó. bây giờ cái cái đầu phát đây là lên ứng dụng đó, Advanced 32 processing plus với cái thể mới nhất, có kiểu plus. Mạch này như thế nào, hoạt động như thế nào, mạch này hoạt động trước khi tín hiệu vào DAC, tín hiệu vào DAC đó, thì nó, uh, trước khi tín hiệu đưa vào DAC thì họ đã dọn sạch chỉnh sửa cái dạng sóng hình sinh lại cho sạch và cắt bỏ các cái nâng hệ số bit lên về chúng ta biết là 16 bit và họ nâng lên 32 bit đó làm cho độ phân giải cái âm thanh nó cao hơn và đặc biệt đó là chỉnh sửa cái dạng sóng sao nó mịn nhất và nó đưa vào DAC DAC để còn vớt cái tín hiệu digital ra analog á và để sạch sẽ khi mà ra thì âm thanh sẽ chuẩn xác và đây chúng ta sẽ nghe chúng ta sẽ trải nghiệm chip của D của DC bên trong của đầu phát này là chip của Bercrow BCM BMC 1795 cũng giống như là chip của 1006 Tuy nhiên á, cái phần lấy sung và các cái phần linh kiện họ thay đổi để họ cải tiến cái âm thanh sao cho mượt mà và có nghe có vẻ dịu âm dịu êm hơn à, Tàu phát thì nó không có nhiều cái ngõ vào, dĩ nhiên là không có ngõ vào rồi, nó chỉ có hai ngõ ra, ba ngõ ra đó là ngõ ra uh, analog và dĩ nhiên rồi thì thêm ra hai cái ngõ ra mà phần digital là có cái optical và coaxial để chúng ta có thể dùng cái tín hiệu kỹ thuật số này qua một cái DAC uh, cao cấp hơn, ví dụ chúng ta có một cái DAC cao cấp hơn thì chúng ta dùng tín hiệu này. Um, phần linh kiện linh kiện linh kiện là đặc biệt à, linh kiện thì uh, nó có sự thay đổi các cái thế hệ mà uh, sau 6 năm cái vòng đời của 1000 đi xin 1006 6 năm thì thế hệ linh kiện mới của đàn ông á thì họ đã lọc lựa lại và họ chọn lọc để cho làm cho cái 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 đầu phát thế hệ nối tiếp á, thế hệ bây giờ thì nó âm thanh nó chất lượng hơn. À. chúng ta nhìn thấy cái bề mặt của À, trước á, thì chúng ta thấy là nhôm phay, à, nhôm phay rất là rất là đẹp, có cái chữ đề nông bên à, bên phải đây, à. mặt người ta làm đơn giản thôi, à. các cái nút cơ bản, còn cả còn lại các cái nút này họ thì nó nằm trên remote rồi. À. À, tôi xin nói lại thế này, trong cái hệ thống âm thanh đó, thì nếu được nếu được ha chúng ta nên đầu tư một cái đầu phát cho nó tử tế đã có những cái tranh luận về có dành bao nhiêu phần trăm trong cái hệ thống âm thanh đó, thì cái những cái tranh luận này nó không đi điểm dừng chúng ta phải đặt cái cái cái, cái ngữ cảnh nó vào trong đặt cái cái chuyện nó vào trong ngữ cảnh mà nó thực tế một cái người mà sắm sắm mới hoàn toàn thì người ta dành cái phần trăm còn những người nâng cấp đó, thì họ tùy họ vào lúc nào họ cảm thấy họ cần cái gì thì họ nâng cấp cái thiết bị đó còn cái người sống tổng thợ tổng thể một cái hệ thống âm thanh đó, thì cũng có lời khuyên mà tương đối thôi cái sở thích của người ta lúc nào cần lúc nào người ta uh, sắm cái gì trước đó, thì chúng ta đặt nặng ví dụ chúng ta là loa trước đặt tổng trong đầu loa để các cái đầu phát họ nâng cấp sau đó. thì họ dùng cái đầu phát nào đó thì sau đó họ nâng cấp thì chúng ta cũng không có tranh luận được tuy nhiên á nếu mà lý thuyết thì chúng ta nói là nên dành cái phần một cái sự đầu tư uh, cao để cho trong cái đầu phát nếu chúng ta muốn nghe đĩa CD còn bây giờ các cái, cái, cái hệ thống phát bây giờ thì nó có nhiều là streaming bây giờ tên YouTube hoặc là tên Spotify này nọ thì uh, những người nghe bằng streaming thì không nói nhưng mà đã chú trọng chơi đầu CD rồi chúng ta có những cái 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 cái, cái kho đĩa thì chúng ta chú trọng đến cái đầu phát À, chúng tôi không muốn nói đến những cái đầu phát cái hàng trăm triệu à, thậm, thậm chí có người sắm ca hàng tỷ à, cho một cái đầu phát thì tôi không nói. Ở cái đầu phát ở 42 triệu như cái đầu phát một 1007 bảy này thì nó đáp ứng cho quý vị các bạn nào à, muốn đã có sở hữu một cái số đĩa chất lượng, à, muốn tìm một cái đầu phát mà có tính ổn định, có tính chất lượng thì nên à, xem cái đầu phát ngàn bảy này này của Điện nông là xem một lựa chọn. À, cuối cùng tôi xin quý vị À, đăng ký kênh à, cũng như là bấm nút subscribe, à, bấm, bấm nút like cũng như là cố gắng nếu mà chúng ta à, coi trên cái à, điện thoại chúng ta comment để cho à, cái kênh nó tương tác tốt. À, nếu quý vị nào cho home tv thì cũng khó à, cầm remote cũng khó và đăng ký à, thì chúng tôi khuyên là chúng ta quay lại kênh và chúng ta chọn cái kênh của Anh Video và bấm vào nút đăng ký. Tại vì à, à, trên cái màn hình của tivi chúng ta không có bấm đăng ký nhanh được chúng ta phải vào kênh nó và chúng ta phải mới đăng ký xin trân trọng kính chào quý vị.